là vùng bằng mắt này, đuôi mắt này, bất cứ khách nào cũng bị lão hóa bằng mắt nhiều và đuôi mắt, và một vùng nữa là vùng rãnh cười này. Đấy, chúng ta sẽ lưu ý những động tác này nhiều và dùng lực hơn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi những động tác là massage đi vòng tròn quanh vùng mắt. Tôi sẽ dùng lực ở cái vùng rãnh này mọi người nhé, dùng lực ở đây để cái mở bằng mắt đi ra ngoài, đưa lên trên. Đây là tự giãn thả lỏng này, tay này, đó, lực này, thả lỏng này, dùng lực bấm này, thả lỏng này, dùng lực bấm thả lỏng đấy, mọi người cứ làm như thế nhé. Xong thì sẽ đi lại vòng số 8. Nó cũng là một tay bấm huyệt thái dương thư giãn và một tay đi. Mặt nhỏ thì mình sẽ dùng bằng một ngón tay, mặt to thì có thể 2 3 ngón tùy nhá. Này là tùy vừa cái mặt của khách, sau đó đổi bên tương tự. Đó. Nhẹ nhàng. Đó. Sau quay động tác, cũng là một vùng rồi bắt luôn, dùng tác đầu của ngón tay để làm, dùng lực một chút mọi người nhá. Gạt này, gạt từ cái cạnh mũi đầu mắt cho đến ra vùng phía tai. Đấy. Không được làm vướng mắt để khách khó chịu mọi người nhá. Dùng mỗi cái đầu của ngón tay này, dùng lực mỗi cái đầu ngón tay đó. Sau mình xuống vùng má. Để đánh tan cái chặt cái này. Đó, dưới nhá. Bên này cũng tương tự này.